vào sân thi đấu. Đơn vị quận Gò Vấp chuẩn bị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin cảm ơn phần dự thi của đơn vị quận Bình Tân. Mời đơn vị quận Tân Phú đứng lên nhận điểm. Điểm cho đơn vị